Câu hỏi 10 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Tôi có đọc trong kinh thường hay nhắc tới tám loài chúng sinh là Thiên, Long, Dạ Xoa, Cản Thát Bà, Atula, La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Tám loài này là loài nào trên trái đất này ạ? À? Tôi là nhân dân tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 10 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Người dịch kinh ngày xưa không hiểu sự thật ở trái đất nên họ dịch như vậy. Vì vậy, Đức Phật mới cho phổ biến thiền tông để chuẩn hóa đạo Phật lại. Trái đất chỉ có ngũ thú tạp cư gồm người, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ. Năm loài này có trách nhiệm, còn xuất sinh và thực vật thì hỗ trợ cho con người thiên trên trời long là rồng là con vật làm cảnh trên trời giả dạ xoa là ngạ quỷ atula là thần ca la là thánh khẩn na la là tiên ma hầu la già là xuất sinh cũng xin nói rõ thêm trái đất không có loài địa ngục mà địa ngục là nơi giam giữ các trung ấm thân của con người phạm trọng tội giống như ở thế gian là khám đường vậy là nơi người ở tù chớ không có loài tù cũng như vậy địa ngục là nơi giam giữ trung ấm thân chớ không có loài địa ngục